Ngày hôm nay thì bên đồng hồ Van Duy em có về được một chiếc Seiko SRW 052 anh em nhé. Và giao lưu với anh em một chiếc này. Phải nói là với dòng sản phẩm này thì em về nó là một phiên bản hàng limited giới hạn toàn cầu. Nên là về cái số lượng cũng như là về cái khả năng đụng hàng thì chiếc này thì gần như là không bao giờ nó bị đụng hàng khi mà anh em chú mua và trải nghiệm nhé. Dòng sản phẩm này thì hiện tại em về đó là tình trạng hàng trưng bày cho anh em nhé. Tình trạng hàng trưng bày với một cái phiên bản máy 6R cực kỳ là cao cấp của nhà Seiko. Với phiên bản này thì mức giá công bố luôn cho anh em về chiếc này. Sẽ giao lưu với anh em mức giá là 19 triệu tròn anh em nhé. 19 triệu tròn cho một phiên bản hàng trưng bày. Phải nói là còn rất là đẹp. Ở đây thì em soi luôn cận cảnh cho anh em xem qua những cái chi tiết của dòng sản phẩm này. Phải nói là cái độ hoàn thiện của nó phải lên tới 99 đến gần như là hoàn thiện tuyệt đối các bác ạ. Do sản phẩm máy 6R cao cấp bền bỉ rồi. Và nó lại còn là một phiên bản giới hạn limited toàn cầu với chỉ có 500 chiếc thôi. Phiên bản này thì nó chỉ phân phối chính hãng tại cuộn Giza ở bên Nhật Bản thôi các bác nhá. Đó, một cái cuộn có thể nói là về cái mức độ ăn chơi phải nói là bậc nhất ở Nhật Bản luôn. Phiên bản giới hạn 500 chiếc toàn cầu. Đó, anh em xem qua về cái thông số mặt đáy và soi qua một vòng cho anh em xem về chiếc này. Em này thì sẽ có một cái mặt trang bị màu nâu cà phê. Xen kẽ vào đó thì chúng ta sẽ có một cái những cái chấm Galaxy, người ta gọi là hay gọi là chấm những cái hình ngôi sao ở trên cái phần mặt số, giống như là những cái ngôi sao ở trên cái giải ngân hà ở trên cái phần mặt số này. Đó, phải nói thì còn rất là đẹp. Mã của chiếc này là SRW052, mức giá là 19 triệu cho anh em nhé. Bảo hành 5 năm, anh em nhận hàng thì anh em cứ bóc hàng và kiểm tra ưng ý đúng mẫu mã thì anh em mới cần thanh toán phần còn lại. Với chiếc này thì anh em vui lòng cọc trước tối đa cho em 200.000 để bên em gửi hàng đi anh em nhé. Ở đây thì em còn nguyên cái thẻ tác theo kèm. Đó, cỗ máy 6R21, độ sai số của chiếc này là từ dương 2 năm đến sấp xỉ trừ 15 giây một ngày. Cái này là độ sai số mức tối đa cho phép của dòng sản phẩm này. Còn nếu như mà mức sai số độ thực tế khi mà sử dụng thì nó loanh quanh khoảng độ tầm sấp xỉ 10 giây thôi các bác nhé. Đó, rất là thấp luôn. Chúng ta sẽ có là 29 chân kính, cùng với đó là 28.800 tần số dao động. Các bác chú ý một cái điều nữa là phiên bản này nó sẽ là hàng Made in Japan và sẽ có chống từ chống sốc đầy đủ cho anh em các chú luôn. Phải nói là một cái dòng sản phẩm như thế này khi mà anh em mua và sử dụng và trải nghiệm, về cái mức độ mà để mà nói mà đụng hàng thì em cam kết cho anh em là rất là hiếm để bị đụng hàng và gần như là xảy ra bằng không. Đó, nên là anh em cứ yên tâm thôi. Em sẽ đo qua cho anh em về cái phần size mặt của chiếc này nhá anh em nhá. Size của chiếc này thì nãy em có đo em kiểm tra hàng thì nó vào là size khoảng độ size 40 các bác nhé, khoảng độ tầm size 40. Đó, các bác để ý trên cái thẻ này này, đó trên cái dòng này, còn cái phần điện tử này nó đang bị lỗi một chút các bác nhé. Đó, size khoảng độ tầm size 40, đó, size 40 đây. Và độ dày ở đây em có đối với dòng sản phẩm này thì khoảng độ tầm này 10.3. Thì với size 40, 41 như thế này thì nói chung là anh em chú nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm 15.5 là anh em đeo cũng rất là đẹp rồi. Đó, phải nói là thật sự rất là dễ đeo với dòng phiên bản này. Đó anh em nhá. Đó, Seiko SRW052 với phần mặt số được đính những cái chấm chấm bi Galaxy rất đẹp. Nó còn gọi là những cái ánh sao ở trên giải ngân hà, bầu trời giải ngân hà. Nói chung là dòng sản phẩm rất là đáng chơi và đáng trải nghiệm trong bộ sưu tập của dòng Preset của nhà Seiko với mã là SRW052. Dòng sản phẩm này em này thì sẽ được trang bị vỏ thì là thép không gỉ 316 và bên ngoài thì chúng ta sẽ có mạ một cái tông màu rose gold vàng hồng rất là đẹp và sang trọng. Với cái tông màu này thì nói chung là các bạn trẻ hay là anh em các chú mua phục vụ công việc như là anh em hay là đi tiếp khách chẳng hạn, trẻ trung nhưng mà vẫn muốn sang trọng, lịch sự và quý phái thì có thể là tham khảo và chốt em này. Phải nói là nếu như mà chiếc này anh em đeo mà đi dự hội tiệc thì hết nước chấm. Đấy, bởi cái màu vàng rose gold của nó thì nó là cho chúng ta một cái màu vàng ta rất đẹp và sáng và bóng luôn anh em nhé. 12 bộ cọc số của em này thì sẽ được thiết kế bằng thép. Đó, kim giờ kim phút được thiết kế là bộ kim đao phi được phốt cạnh hai bên, sẽ tăng cái mức độ bắt sáng hơn cho dòng sản phẩm này ở những cái phần cọc số này, kim dây thanh mải. Với cái dòng máy 6R21 này thì chúng ta sẽ có là hàng Made in Japan với cỗ máy chạy cho chúng ta.
nó sẽ có 45 giờ trữ cost tối đa khi mà không sử dụng, và sẽ có hai mặt sắp đầy ổ nhỏ ở bên trong. Thì chúng ta sẽ có nịch ngài này, nịch ngài đây anh em nhé, và nịch thứ. Nịch ngài được đặt ở góc hướng 6 giờ, hay người ta còn gọi là nịch nọc đấy, mang lại tài nọc cho anh em khi mà đeo rồi với những cái chiếc dòng sản phẩm này. Đó, chiếc này thì nó không phân phối tại thị trường Việt Nam các bác nhá, nó chỉ có ở bên quận Giza của Nhật Bản thôi. Nên là để mà săn về được với chiếc này thì nó phải nói là mất rất là nhiều công sức luôn. Tại vì ở thị trường Việt Nam bây giờ anh em tìm không có chiếc này. Đó, phân phối tại hãng không có đâu. Đó, cái này nó chỉ ưu tiên bán ở bên Nhật, chỉ có một cuộn duy nhất của bên Nhật, đó là cuộn Giza, thì nó có những cái dòng sản phẩm như thế này và giới hạn chỉ có 500 chiếc toàn cầu thôi. Tổng quan về cái phần mặt đáy chúng ta có thể tham khảo qua với bố van nạp cốt 2 chiều của máy 6R21C với 29 Jaguar. Đó, 29 chân kính, cùng với đó là chúng ta sẽ có là 28.800 tần số động và trữ cost tối đa là 45 giờ cho các bác nhé. Bảng máy độ hết cơ ở phần mặt sau chúng ta sẽ có logo Seiko, chống nước của em này là 100m nước, sapphire crystal, kính sapphire nguyên khối rồi. Và mã số của chiếc này là 009 trên 500 chiếc giới hạn toàn cầu. Và con số này thì theo cá nhân em thì em cũng là một người rất là thích cái con số 9, và nó mang lại cho em là nhiều những cái may mắn và tài lộc. Đấy, với những con số 9 như thế này, về quan điểm cá nhân của em các bác nhé. Đó, chúng ta sẽ có là stainless steel, ta thấy không gì, cỗ máy 6R21 và chống thử chống sốc đầy đủ. Em này thì sẽ có thiết kế là cái vành tóc được thiết kế chống từ hoàn toàn, miễn nhiễm hoàn toàn với từ trường, giúp cho cái đồng hồ nó chạy chuẩn hơn, và được thiết kế bằng hợp kim chrome 510 các bác nhá. Đó, nó sẽ có chức năng là miễn nhiễm hoàn toàn với từ trường nên là anh em sử dụng thoải mái này. Đó, và dây thì sẽ được trang bị một bộ dây da cá sấu thật các bác nhá, không phải là dập vân đâu, cái này là dây da cá sấu thật luôn, cực kỳ là dẻo dai và bền bỉ cho các bác này. Đó, em này hàng trưng bày thì nó có một vài những cái vết xước giam niti, thì anh em nào cân đối được mức giá 19 triệu giao nư cho anh em chiếc này. Đó, máy cơ có hỗ trợ có tay và có nên có tự động cho anh em, và núm chỉnh thì sẽ được thiết kế thêm một phần đính đá đen ở cái phần núm chỉnh này. Đó, nên là anh em cứ thoải mái em sử dụng thôi. Nói chung là anh em nào quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ sớm cho em với một chiếc duy nhất bản giới hạn limited toàn cầu, 500 chiếc thôi anh em nhé. Và để mà nói mà nếu như mà anh em đi uống cà phê mà bị đụng hàng thì nó chỉ xảy ra cực kỳ nhỏ thôi anh em nhá. Đó, không phải ai cũng có thể là trải nghiệm được cái dòng phiên bản như thế này. Và phần mặt số với những cái phần ngôi sao ở trên cái giải ngân hà rất đẹp. Mức giá 19 triệu giao nuôi với anh em chiếc này bảo hành 5 năm. Anh nào cân đối được thì liên hệ sớm cho em, giao nuôi với anh em một chiếc hàng mới anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo.